Nay mình sẽ chia sẻ cái món rau su hào lộn nhé. Bây giờ các bạn là gọt sạch và rửa sạch cho mình, sau đó để ráo nước rồi mình thái miếng nhé. Gọt sạch đi nhé. Sau đó rửa sạch xong ấy thì chúng ta sẽ để cho nó thật là ráo nước và chúng ta sẽ bào mỏng hoặc là cắt sợi. Rồi chúng ta đi ngâm với đường và muối để cho nó hết cái mùi hắc và nó cứng, nó ngon hơn, nó giòn hơn và dẻo hơn nữa. Rồi ra bớt cái nước đi. Một củ su hào to nhé, nếu củ nhỏ thì các bạn phải dùng hai củ cho mình nhé thì mới đủ được, và một củ cà rốt nhỏ. Cà rốt thì tạo màu sắc là chính thôi. Mình sẽ dùng dao mình thái mỏng, đây là dành cho những bạn mà không có dao bào nhé và thích ăn sợi nó to một chút, nó không nhỏ quá, vì nhỏ quá thì nó sẽ ra nước rất là nhiều. Thái đều tay nhé, sau đó mình sẽ thái ngược trở lại thành những sợi nhỏ. Đây, bạn sẽ thái ngược trở lại cho mình. Thích ăn dài thì thái theo chiều dài này nhé. Nó cực kỳ đơn giản thôi ạ, cứ thái như vậy đến hết nhé. Riêng với cái món nộm ấy thì cái su hào của chúng ta ấy, các bạn dùng củ nó già và nó không non quá nhé, vì su hào mà non quá làm nộm thì nó lại không giòn, không ngon, nó ra hết nước, nó không còn giòn ngon nữa nhé. Nên với cái món nộm thì chúng ta lại luộc thì nấu canh thì chúng ta lại dùng su hào non, nhưng mà nộm thì chúng ta không cần dùng su hào non nhé, nó già một chút thì càng ngon, chứ đừng già quá nó sơ ấy. Cứ thái như vậy đến hết đấy. Ăn nhiều thì mình dùng hai củ, còn ăn ít thì dùng một củ to như vậy. Bây giờ mình sẽ trộn với đường với muối trước để cho nó bớt cái mùi hắc và ra bớt nước đi cho nó ngon. Các bạn cho mình một thìa ăn phở đường nhé và một thìa cà phê muối thôi. Một thìa cà phê muối. Trộn trước cho mình như này. Cho nó trộn khoảng 20 phút đến 30 phút cho nó ra nước đi. Sau chúng ta vắt, chúng ta rửa lại và chúng ta vắt khô đi. Rồi mình mới bóp với chua ngọt là thành được cái món nộm thôi, rất là đơn giản như vậy thôi. Thỉnh thoảng các bạn đảo nhé, trộn khoảng 20 phút nhé. Thỉnh thoảng các bạn cứ đảo để cho nó dễ ngấm nhé. Rồi bây giờ chờ đợi nhé. Với cái phần nộm này nhé, mình sẽ khi mà đã ướp nó ra nước như này được khoảng 20 phút nó ra nước như này rồi nhé, thì các bạn sẽ đổ cái nước này đi và dùng nước đun sôi để nguội cho vào đây và mình bóp sạch lại, mình chỉ lấy cái phần nộm khô thôi, rồi mình sẽ bóp chua ngọt. Khi mà các bạn ngâm với muối và đường được 20 phút như vậy ấy, thì nó sẽ mềm rau hơn và nó hết cái mùi hắc đi ấy. Và bây giờ mình phải cho nước đun sôi để nguội vào này để cho nó hết cái vị mặn
và cái vị hắc đi. Rồi mình sẽ bóp để lấy cái phần rau khô. Và vì sao mình lại phải dùng thái ra như này, thì thái này thì nó có miếng thì nó ăn nó giòn hơn, còn bào mỏng thì nó ra nước rất là nhiều, nó sẽ rau nó sẽ khô hơn ấy, nó không được mọng cái phần cục cuộn như thế này. Bây giờ các bạn đổ hết cái nước này đi và bóp cho nó khô nhé. Bây giờ mình sẽ bóp chua ngọt nhé. Ở đây chúng ta sẽ dùng chanh này, các bạn có thể dùng giấm và quất cũng được, nhưng mà dùng chanh và quất thì nó sẽ cái vị chua thanh hơn và nó là những nguyên liệu tự nhiên hơn. Các bạn bắt các bạn lấy nước cốt đấy, mình sẽ dùng nửa quả chanh to là được khoảng 2 thìa cà phê đầy nước cốt chanh. Tiếp đến các bạn cho đường cho mình. Hôm nay mình không cho chanh, không cho tỏi và không cho ớt nhé. Vì tỏi thì nhiều người cũng ăn được cay. Vì hôm nay cỗ là rất là nhiều người lớn, nhiều ông bà già nữa. Và tỏi thì thắp hương thì mọi người không hay cho ấy. Đường này các bạn cho mình này, 2 thìa cà phê này, nước cốt chanh 2 thìa cà phê này. Và một chút muối nữa thôi. Mình chỉ cần cái hỗn hợp chua ngọt thôi. Ăn được cay thì cho cay, nhưng mà hôm nay mình làm thì không cho cay. Muối thì 1 phần 2 thìa cà phê thôi nhé. Vì mình có rửa sạch đến đâu thì nó cũng vẫn có một chút muối ở trong cái phần nộm này. Cho nên mình không cho muối nhiều. Và bây giờ mình đã xong được cái phần nộm chua ngọt rồi đấy. Thay cái món dưa muối nhé các bạn nhé. Và cái phần nộm này nhé, các bạn sẽ ăn cùng với nạc giang rắc lên trên, rau thơm. Bây giờ các bạn cắt cho mình một ít rau mùi vào. Cắt rau mùi vào chúng ta trộn cùng. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra cái đĩa này nhé. Và rắc cho mình thêm một chút nạc giang đập dập, nhưng không cần nhỏ quá đâu. Lên trên là mình xong là cái phần rau trộn rồi nhé. Các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp mắt và ngon miệng nha.